Chào các em học sinh khối 8 trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em ôn tập để chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối học kỳ 2 môn địa lý 8. Nội dung của bài ôn tập bao gồm có 2 phần. Phần 1 là lý thuyết. Ở trong phần lý thuyết, các em sẽ ôn tập lại nội dung của bài 31, bài 32, bài 33 và bài 36. Ở trong phần 2 là phần kỹ năng, các em sẽ có kỹ năng đọc tập bản đồ và kỹ năng vẽ biểu đồ hình tròn. Phần lý thuyết sẽ bao gồm có 4 bài và chia thành 6 câu hỏi. Câu 1. Trình bày tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm của khí hậu Việt Nam. Câu 2. Nêu đặc trưng về khí hậu và thời tiết của mùa gió Đông Bắc ở nước ta. Câu 3. Nêu đặc trưng về khí hậu và thời tiết của mùa gió Tây Nam ở nước ta. Câu 4. Trình bày đặc điểm chung của sông ngòi Việt Nam. Câu số 5. So sánh 3 nhóm đất chính của nước ta về đặc tính, sự phân bố và giá trị sử dụng. Và câu số 6. Nêu nguyên nhân gây ô nhiễm sông ngòi, biện pháp khắc phục. Phần thứ hai là phần kỹ năng. Kỹ năng thứ nhất, đọc tập bản đồ. Câu 1. Dựa vào tập bản đồ địa lý lớp 8 trang 27, kể tên các hệ thống sông lớn ở nước ta. Các em sẽ tiến hành mở tập bản đồ đến trang 27 và đọc bảng chú giải. Chúng ta sẽ thấy là từ Bắc vào Nam, nước ta sẽ có 9 hệ thống sông lớn. Mỗi hệ thống sông sẽ tương ứng với một màu khác nhau. Và 9 hệ thống sông đó là hệ thống sông Hồng, hệ thống sông Thái Bình, hệ thống sông Kỳ Cùng Bằng Giang, hệ thống sông Mã, hệ thống sông Cả, hệ thống sông Thu Bồn, hệ thống sông Ba hay còn gọi là sông Đà Rằng, hệ thống sông Đồng Nai và hệ thống sông Mê Công hay còn gọi là sông Cửu Long. Ngoài ra, các em sẽ kể tên các sông trong từng lưu vực sông. Câu 2. Dựa vào tập bản đồ địa lý lớp 8 trang 29, kể tên các vườn quốc gia và các khu dự trữ sinh quyển thế giới. Các em cũng tiến hành mở tập bản đồ đến trang 29 và đọc bảng chú giải. Chúng ta sẽ thấy được vườn quốc gia sẽ có ký hiệu là đầu hươu, đầu con hươu, và khu dự trữ sinh quyển thế giới có ký hiệu là hình cỏ ba lá. Và tên của các khu dự trữ sinh quyển thế giới và vườn quốc gia sẽ là các chữ in nghiêng màu đỏ. Một số vườn quốc gia như là vườn quốc gia Ba Bể, Cúc Phương, Tam Đảo, Cát Bà, Hoàng Liên, Phong Nha Kẻ Bàng, Bạch Mã, vân vân. Các em sẽ kể thêm ở trong tập bản đồ nhé. Một số khu dự trữ sinh quyển thế giới ở nước ta như là Cần Giờ, Kiên Giang, Mũi Cà Mau, Cát Tiên, Cù Lao Chàm, vân vân. Các em cũng quan sát trên tập bản đồ và kể thêm một số khu dự trữ sinh quyển thế giới. Kỹ năng thứ hai, vẽ biểu đồ hình tròn. A là xử lý số liệu. Chúng ta sẽ tiến hành đổi số liệu từ đơn vị phần trăm sang số độ bằng cách là nhân với 3,6. B là cách vẽ biểu đồ tròn. Chúng ta tiến hành chọn trục gốc
Trục gốc của đây là đường thẳng nối từ tâm vòng tròn đến điểm số 12 giờ trên mặt đồng hồ. Tiếp theo là vẽ các phần theo trình tự đề bài cho và vẽ theo chiều quay của kim đồng hồ. Có nghĩa là chúng ta sẽ xác định các phần theo thứ tự từ phải qua trái. Số liệu ghi trong biểu đồ thì số liệu ở đây chúng ta sẽ ghi ở giữa mỗi phần trong biểu đồ. Số liệu ghi ngay ngắn, không nghiêng ngả và ghi số liệu có đơn vị phần trăm chứ không phải là ghi số độ. Ký hiệu trên biểu đồ thì chúng ta không nên ghi bằng chữ ghi chữ, không nên ghi chữ hay những ký hiệu phức tạp, như vậy sẽ làm rối biểu đồ. Chỉ nên làm các ký hiệu bằng các đường thẳng, dấu cộng, dấu trừ và nên để trắng một phần. Chú giải thì chúng ta sẽ ghi phía dưới hoặc là bên phải của biểu đồ, ghi đúng theo trình tự đề bài cho. Tên biểu đồ sẽ ghi phía dưới của biểu đồ và nên ghi chữ in hoa cho rõ ràng. C là hướng dẫn nhận xét. Khi chỉ vẽ một biểu đồ thì ta sẽ nhận xét về thứ tự từ lớn tới nhỏ và lấy số liệu ra để dẫn chứng. Đây là bài tập minh họa. Các em sẽ hoàn thiện bài tập này trong tờ đề cương mà cô đã phát. Và trong những tiết học ở trên lớp tiết học sau thì cô sẽ sửa bài nhé. Cô chúc các em ôn tập hiệu quả và có kỳ thi đạt kết quả tốt nhé.